thiên hạ đệ nhất của vật sẽ được gả cho công chúa Ghét Cô. Hóa thạch khủng long bạo chúa, niên đại cách đây 200 triệu năm. Hóa thạch ngưu ma vương đại chiến Tôn Ngộ Không cách đây 2 triệu năm hàng xa. Wow. Được lắm, tượng nhân sư cùng kim tự tháp thời Ai Cập cổ đại. Wow. Vua Pha Long đệ nhất vua của Ai Cập cổ đại. Wow. Pikachu, Kakashi. Để xem, ngươi còn cơ được nữa không? Ấn của Gia Cát Lượng, bảo vật trong đại chiến Xích Bích. Ấn của Trương Vô Kỵ, đại chiến lục đại môn phái trên đỉnh Quang Minh. Đã đến nước này thì ấn Bạch Long Vĩ, khi đeo có thể thở được dưới nước, đặc biệt là có thể triệu được thần linh. Ta có thể giúp ngươi không làm mới vất quan. Ngọc Rồng Dragon có thể biến thành siêu Saiyan. Ủa, cái gì nè?